Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay được phép của ban tổ chức, hai chị em chúng con cũng được ngồi đây để trình bày một số cái thắc mắc, một số câu hỏi với hai với thầy Pháp Niệm và thầy Trung Hải. Chúng con rất là hạnh phúc để được nghe hai thầy hướng dẫn thêm cho chúng con, để chúng con có thêm cái niềm tin, cũng giống như là có thêm cái bước hành trang trong cái sự thực tập của chúng con khi chúng con trở về. Trước khi buổi trò chuyện thì con cũng có một cái là hồi nãy con có nghe thầy Từ Thông cho chúng hát bài để bục thở, nhưng mà khóa tu trước thì chúng con rất là hạnh phúc được nghe thầy Pháp Niệm hát bài này, và chúng con cũng được biết là bài này là do thầy sáng tác, và bài này là sư ông rất là thích vì một cái trong bài hát để giúp cho mình thư giãn hơn về cái việc thực tập. Thì hôm nay không biết là chúng con có được hân hạnh nghe thầy Pháp Niệm và thầy Trung Hải hát bài để bục thở cho chúng con nghe không ạ? Không.
Đây là một bài nhạc của sư cô Giải Nghiêm, sư cô xuất gia Củ Cây. Cái bài này nói về cái hạnh phúc ấy, là khi mình thắp lên được cái ánh sáng của từ bi, của tình thương. Khi mình có tình thương ấy, là mình có hạnh phúc. Và cái đối tượng yêu thương của các thầy các sư cô là cái lý tưởng của mình. Cho nên trong đó nó có một chữ em là cuộc tình của tôi. Thì có nhiều vị có thể hiểu là sao thầy tu mà đi hát là em là cuộc tình của tôi. Thì cái em đây tức là cái lý tưởng yêu thương của các thầy các sư cô. Các sư cô đi tu, các thầy đi tu không phải vì chán đời mà đi tu, mà do mình không phải vì thất tình mình đi tu. Nói đúng hơn là mình vì yêu đời mình đi tu. Và cái người mà sao nói sao làm ăn đó, người trẻ mà cái người khổ là tại vì không biết mình đang đi về hướng nào. Mình thức dậy mà mình biết mình đang đi về hướng nào, cuộc sống mình rất là confused, tiếng Anh là confused, tức là mình hoang mang, mình không biết đi về hướng nào. Nhưng mà đối với các thầy các sư cô đó, thì thức dậy cái là rất là rõ ràng là mình đi về hướng yêu thương, và thức dậy cái là đi tới cái thiền đường của mình liền. ngồi để yêu cho nó sâu sắc, cho nên rất là hạnh phúc. Thì xin hát cái bài này để tặng lại cho bạn. Tôi vẫn sống như bao người đang sống, thắp mặt trời làm trái tim chung sáng mơ cửa đất trời thấm là bước đâu ngày xin bước. Trời là trái tim chung bên anh.
trong từng hơi thở, bình an trong mỗi con người. Tôi vẫn sống như bao người đang sống, ấm mặt trời làm trái tim chung, sáng mở cửa đấng trời thơm thơm lạ, bước đầu ngày xin bước bước yêu thương nơi mẹ ru xưa gửi bài ca dao vào giấc nghìn năm rồi ôi quét qua lời ru. Ngày hôm nay đấng trời đâu xa lạ, mắt ai nhìn mới cả lòng tôi nghìn yêu thương gửi vào đôi chân nhỏ ấm ôn dần trao đôi chi yêu thương. Hoa lá vì tôi giữ đủ đất mẹ hiền đưa tôi đến bao phen, hoa là nụ cười của đất, em là cuộc tình của tôi, mặt trời là trái tim chung, bên nắng trong từng hơi thở, bình an cho mỗi con người. Chúng con rất biết ơn thầy đã hiến tặng cho đại chúng chúng con hai bài hát rất là hay và ý nghĩa. Con nghe mà rất là xúc động, và hồi lúc nãy thì con bước lên đây thì con rất là run, nhưng mà cũng nhờ con ngồi đây con thở trong cái thời gian thầy hát, và những cái lời trong bài hát cũng giúp cha tụi con có thêm cái sự tự tin. Và như hồi nãy thầy có nói là trong bài hát khi sư cô viết thì gửi cái tình yêu thương cho lớp trẻ tụi con, và cũng như là những người tụi con còn đang phải bôn ba bên ngoài đời. Và vì tụi con chưa có cái sự định hướng, thì con nghe thầy nói như vậy thì con cũng có thể hiểu được phần nào cái chủ đề của khóa tu ngày hôm nay. Đó là khóa tu có chủ đề là trở về. Như vậy thì hôm nay thầy có thể giúp, quý thầy có thể giúp chúng con hiểu thêm được là trở về là như thế nào, và chúng con trở về đâu, và làm như thế nào để có thể trở về. Và con xin phép thầy. Chúng ta có một cái ngôi nhà, và
cũng có một cái ngôi nhà, nhưng mà không phải là người nào cũng có thể ở trong ngôi nhà đó. Có những người chỉ có thể ở được trong những năm đầu tiên mà thôi, khi mà mình chưa có khả năng để tu tăng. Và khi mình bắt đầu việc tu tăng rồi thì mình quên cái đường về. Và cái người mà không có biết đường về nhà là cái người vô gia cư, homeless. Và trong chúng ta có rất nhiều người, cho dù đang có một căn hộ rất đẹp, có một biệt thự rất đẹp, vẫn có thể là một người vô gia cư bình thường. Vì vậy trở về đây, trước hết là trở về với ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này có thể là bằng xi măng, hay là bằng bê tông, hay là bằng gỗ, hay bằng gì đó. Về nhà sẽ thấy ấm áp hơn. Nhưng mà trở về nó không phải chỉ có như vậy. Các thầy, các sư cô còn muốn gửi cho chúng ta trở về với chính thân tâm của mình. Chúng ta có thể tìm nhiều thứ bên ngoài thân tâm của mình, nhưng mà hiếm khi chúng ta có cơ hội để thực sự trở về để chăm sóc thân tâm của mình. Chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau, chúng ta có những hạnh phúc, có những cái cơ hội để hạnh phúc. Và rất ít người có khả năng chăm sóc một cách toàn vẹn được cho thân tâm của mình. Và chỉ khi nào chúng ta trở về rồi, nhìn rõ thân tâm của mình rồi, chúng ta mới có cơ hội để có thể chăm sóc cho thân tâm của mình. Nói rộng hơn, chữ trở về này cũng là trở về với gốc rễ, với tổ tiên của mình. Đây là một cái câu hỏi rất lớn cho người trẻ hiện đại nói chung và người trẻ Việt Nam nói riêng. Trong cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì chúng ta hiện tặng được cái gì như là một người Việt Nam, như là một người Việt Nam có gốc rễ, hệ thống tâm linh hơn 4.000 năm. Chỉ có một cách là chúng ta quay về với ngôi nhà của tổ tiên của mình. Ngôi nhà đó có thể vẫn còn rất đẹp, nhưng mà góc này, góc kia có thể có một vài chỗ hư hỏng, có một vài chỗ cần phải điều chỉnh. Nhưng mà cái gia tài toàn vẹn của tổ tiên vẫn còn đó. Và chúng ta như là những người trẻ, những người kế thừa cái đất nước, cái gia tài tâm linh, cái gia tài trí tuệ của tổ tiên chúng ta có trở về không? Và khóa tu này là một lần mời chúng ta trở về. Và cuối cùng, trở về với cái gốc rễ đích thực của mình. Gốc rễ đích thực của mình là cái gì? Chúng ta được cha mẹ sinh ra, cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, đó là gốc rễ đích thực của mình, tổ tiên huyết thống của mình. Nhưng mà chúng ta cũng có tổ tiên tâm linh. Người nào là con của Chúa thì Chúa là gốc rễ của mình. Người nào con của Phật thì Phật là gốc rễ của mình. Và một người không thể nói là người trưởng thành được, không thể nói là một người hạnh phúc được khi mà người đó không có hai gốc rễ đó một cách vững vàng. Một người không thể nói là vững chãi, một người không thể nói là thành đạt được nếu như người đó không có nhận thấy rõ ràng hai gốc rễ đó của mình. Chúng ta có thể ví dụ hai cái gốc rễ đó, nền tảng huyết thống và nền tảng tâm linh, giống như là hai cánh của một con chim. Và cái sinh mệnh của mình như là một con chim, có bay lên được hay không, có thăng hoa được hay không, là nhờ sự đồng hành của hai gốc rễ đó. Nếu như bạn có một đời sống vật chất rất là cao, rất là đầy đủ, nhưng bạn trống rỗng, bạn không có một chiều hướng tâm linh, bạn không phải là người hạnh phúc, bạn biết. Và ngược lại cũng vậy, nếu như bạn, như các thầy, các sư cô đi tu tìm cái đường thuận tâm linh, nhưng mà không có hiểu thuận với cha mẹ, bỏ gốc rễ tổ tiên huyết thống của mình, thì chắc chắn các vị đó không có hạnh phúc. Và vì vậy trở về ở đây, trước hết là trở về với ngôi nhà của mình. Đừng đi shopping, đừng đi party nhiều quá, đừng đi ăn bên ngoài nhiều quá, nên về nhà. Thứ hai đó là về tập quay về, có thời gian quay về với thân tâm của mình, để có thể chăm sóc, yêu thương, trị liệu thân tâm của mình. Thứ ba
trở về với đất nước của mình, tìm hiểu, tìm cách nuôi dưỡng, trị liệu đất nước của mình, quê hương của mình, và cuối cùng là trở về với gốc rễ Việt thẩm, Việt thẩm và gốc rễ tâm linh của mình. Chúng ta may mắn là những người Việt Nam, chúng ta rất giàu có, bởi vì chúng ta có một gia tài tâm linh nhiều ngàn năm và vẫn còn rất toàn vẹn. Xin cảm ơn các bạn. Con kính thưa Thầy, lúc nãy Thầy có nhắc tới gia tài tâm linh thì và cái nhiệm vụ của mỗi con người là chúng ta trở về với lại cái ngôi nhà tâm linh của mình, ngôi nhà vật chất bên ngoài và ngôi nhà tâm linh của mình. Vậy thì Thầy có thể nói rõ hơn cho chúng con hiểu được là chúng con sẽ làm như thế nào để có thể phát triển được cái gia tài tâm linh đó. Vì theo thì qua những ngày qua thì chúng con cũng được nghe là với Thầy giảng Việt Nam chúng ta có một gia tài tâm linh rất giàu có và có những cái giai đoạn rất là tươi sáng. Vậy thì Thầy có thể hướng dẫn thêm cho chúng con cái cách nào để chúng con có thể, và những đặc biệt là những người trẻ, có thể phát triển được cái gia tài tâm linh đó. Con xin phép Thầy. Cảm ơn chị Pháp Niệm. Thì đi rời đất nước từ nhỏ và cũng rất là may mắn cho mình có cơ hội để được, tuy là bên Tây Phương nhưng mà có cơ hội được trở về ở cái xứ mà họ có rất là nhiều thứ để mình có thể thành đạt như là một người trẻ. Nhưng mà khi sống và tiếp cận thì mình thấy họ có nhiều thứ đứng về phương diện vật chất nhưng mà họ cũng rất là khổ. Và khi mà người Việt sang bên đấy thì cái thời gian, cái thế hệ bố mẹ đi làm suốt ngày và cái thời gian đi chùa thì cũng có nhưng mà cũng khá là giới hạn. Thì khi mà sống trong một cái môi trường mới như vậy, mặc dù có điều kiện để mưu sinh nhưng mà thấy họ rất là khổ. Ngay trong gia đình của mình cũng có những người khổ, rồi cái thế hệ mà con của họ khi mà sinh ra cũng rất là chơi vơi, khổ lắm. Thành ra khi mà mình nhìn thấy như vậy thì mình cũng có một cái thao thức, mình phải đi tìm đâu là hạnh phúc thật sự. Và nó đều cùng đi chùa rất là thường xuyên, cũng gia nhập gia đình Phật tử sinh hoạt. Thì cố nhiên những cái niềm tin và cái cách mình sinh hoạt nó cũng nuôi dưỡng cái niềm tin của mình. Nhưng mà khi mình gặp những cái khó khăn khổ đau nơi mình và xung quanh thì mình cũng không biết giải quyết nào, mặc dù mình có nghe giảng pháp nhưng mà dường như hai cái đó nó không có liên kết được với nhau nhiều, cho nên mình cũng không thể ứng dụng được những cái đó vào để mình giải quyết những cái vấn đề tồn đọng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Vì vậy Thế Niệm cũng là một người đã từng đi tìm. Thì may quá thì Thế Niệm cũng đọc được sách của sư ông Làm Mai. Và cuối cùng từ Canada bay tới Pháp và mình được học và xuất gia. Thì cái mà mình thấy là mặc dù là gia tài tâm linh thì nó rất là sâu dày nhưng mà mình có thật sự may mắn hay không để mình tìm ra được những cái kho tàng, những cái gì trong đó mà nó rất là thực tế, nó rất là hữu ích và nó rất hợp cho mình để mình có thể thực tập.
Ví dụ như khi mà mình gặp được cái cuốn gọi là Con đường chuyển hóa hồi xưa, đó là cuốn sách đầu tiên mình đọc. Thì cuốn sách đó nó dạy về cho mình, dạy cho mình cách để chăm sóc cái thân, cái hình hài, cái lĩnh vực hình hài, lĩnh vực căn thọ, cái lĩnh vực tâm của mình và những cái đối tượng của tâm mình, tức là những cái nhận thức của mình. Đó là bốn cái lĩnh vực mà đó là cái kinh mà do Đức Phật dạy. Thì khi mà đọc cái cuốn đó, tự nhiên thấy nó sáng và tự nhiên thấy nó cho mình rất là nhiều cái cách thức để mình có thể tu tập. Bắt đầu mình có biết khái niệm thế nào gọi là tu tập. Rồi ôm cuốn sách đó tu một thời gian, sau đó mới đi tu. Thì quý vị nào mà chưa, quý vị nào muốn thì có thể đọc sách. Thì sau khi mà đi tu rồi thì tự nhiên mình vừa học được, mình vừa học được giáo pháp, và đồng thời cái thời đó thì sư ông Hoàng Mai cũng dạy cho nhiều người Việt, đa số là dạy cho người Việt, người Tây phương cái thời bây giờ chưa có nhiều. Thành ra bao nhiêu những cái tinh ba văn hóa của Việt Nam là sư ông dạy ở trong những cái bài pháp thoại, và từ đó mình mới hiểu được nhiều. Ví dụ như cái văn hóa là thời cúng ông bà và lạy tổ tiên đó, thì đó là một cái gia tài rất là quý giá mà mình đã thực tập và sau đó mình trao truyền cho người phương Tây, mà người phương Tây bây giờ họ tiếp nhận cái thực tập đó, cái nét văn hóa tâm linh rất là sâu sắc. Bởi vì người phương Tây á, thì họ không có bao giờ lạy ai, ngay cả Chúa của họ họ cũng lạy, tại vì họ không bao giờ lạy một cái vị nào hết. Cho nên họ chỉ có trong cái gia đình, trong cái niềm tin của họ chỉ có Thượng Đế thôi, chỉ có Chúa. Còn đối với cái gia đình huyết thống họ cũng không có thờ. Và khi mà họ tới với đạo Phật á, thì họ có những cái thực tập thiền lạy. Thì bắt đầu họ nghe tới lạy là họ sợ lắm rồi. Nhưng mà sau đó thì tại vì họ nói là họ chỉ lạy Chúa thôi, họ chỉ lạy Thượng Đế, họ chỉ cúi đầu trước Thượng Đế, chứ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ một ai hết. Thì mình sư ông là Mai như là Tăng Thân là khéo léo đã chỉ dẫn cho họ, giải thích cho họ vì sao mình cần phải có cái thờ của ông bà tổ tiên. Và quý vị biết những cái khóa tu mùa hè sau này có tới hàng 700-800 người mà mình có những cái lễ và lễ dỗ tổ. Và người phương Tây họ đứng trước cái thiền đường và họ lại tổ tiên do sư cô chân không hướng dẫn, giống như mấy bữa nay quý vị có thích tập. Và những cái buổi dỗ tổ như vậy thì mọi nước đều được chỉ dẫn là làm cái món rất là quê hương của mình, rất là đất nước của mình. Ví dụ như người Việt thì mình thường làm món gì á? Món chả giò. Chả giò rất là nổi tiếng phương Tây. Ví dụ người phương Tây thì họ có cái món, người Mỹ họ có cái món gọi là pumpkin pie, tức là cái bánh pumpkin, bánh bí ngô. Ví dụ như vậy. Thế nên họ tập hợp với nhau, họ làm những cái bánh bí ngô đó để họ cúng lên ông bà tổ tiên nhân tộc của họ. Và những cái lễ như vậy cũng như những cái thực tập đó nó trị liệu cho họ rất là nhiều, và họ kết nối được với ông bà tổ tiên của họ, và họ bớt đi những cái khổ đau, những cái cảm giác vì không có cái gốc rễ. Thì đó là một cái gia tài tâm linh mà mình có thể thừa hưởng được, mình có thể áp dụng được ở trong cái đời sống hàng ngày. Tuy nhiên thì trong đời sống hàng ngày của mình, cái gia tài ví dụ như vua Trần Thái Tông là cái thời nhà Trần, ngài rộng rã, ngài đi dạy cho dân, đi bằng hai chân đất dạy cho dân là 10 điều thiền, thập thiền. Và thập thiền sau này được nó cũng có trong cái tinh thần của người thập thiền là năm giới.
trong năm giới có hết 10 cái điều đó, nêu ra được cái khổ và cái cách để mình có thể đi ra được cái khổ đó. Một cách là có cái khổ, một cách là đưa ra cái phương pháp. Thì nếu mà tất cả mọi người Phật tử hoặc là không phải là Phật tử mà mình thực tập đúng theo năm giới đó, thì mình đang bảo vệ cái gia sản, đang bảo vệ và đang duy trì cái nền tảng đạo đức tâm linh của mình. Mà nếu tất cả mọi người đều thực tập cái đó thì chắc chắn là mình sẽ đem lại được cái an lạc, cái hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Và sư ông làm mai nói rằng khi năm giới chính là cái lối thoát cho thế kỷ 20-21. Nếu mà mình muốn đưa đất nước của mình đi lên và có tương lai, thì tất cả mọi người phải thực tập năm giới. Mà năm giới này không có thuộc về chỉ có người Phật tử mới thực tập được, mà tất cả mọi người cũng có thể thực tập được. Cho nên những cái người phương Tây họ là có đạo gốc là Cơ Đốc giáo hay là Do Thái giáo và thậm chí là Hồi giáo, và những người Hồi giáo cởi mở thì họ cũng tiếp cận năm giới và họ đã thực tập một cách rất là nghiêm túc. Người phương Tây họ không có, nếu mà họ không nhận thì thôi, nhưng mà một khi họ đã tiếp nhận rồi thì họ thực tập rất là nghiêm túc. Còn về việc mình, như cái người Phật tử mình, đôi lúc mình nhận xong rồi mình bỏ tù, mình khóa lại để mai mốt mình cầm cái bằng đó, mình chết rồi mình đi vào Tây Phương Cực Lạc cho nó dễ, như là một cái hộ chiếu, phải không? Thành ra theo cái đường nghĩ ấy, là cái gia tài tâm linh mình có thể nhìn qua được và thể thấu hiểu được qua cái lăng kính của năm giới, tất cả mọi thứ đều có thể được tìm thấy ở trong lòng. Không những là chỉ có tất cả những cái giáo lý về tứ diệu đế, bát chánh đạo là những cái giáo lý cực kỳ là cốt lõi và có thể nói là tinh hoa nhất mà Đức Phật đã khám phá ra, cũng được thể hiện ở trong năm giới đó. Và trong đời sống hàng ngày của mình, mình muốn tiếp nhận, mình muốn duy trì cái nền tảng đạo đức tâm linh đó, thì mình phải thực tập. Mà thế nào gọi là tâm linh? Tâm linh có nghĩa là khi mình uống một cái ly trà, mình nâng một ly trà lên thì mình biết rằng mình đang nâng một ly trà lên. Và khi mình nâng cả hai tay, và khi mình có mặt đích thực cho cái ly trà đó, và khi mình uống cái ly trà thì mình biết mình đang uống ly trà. Và khi mình uống ly trà như vậy thì cái ly trà nó trở nên thật đúng vậy. Và khi mình uống trà một cách sâu sắc, thân tâm mình có mặt và làm một cái ly trà, mình đang ăn đúng trong những hiện tại, thì tự nhiên mình thấy rằng cái hành động uống trà là một hành động rất đẹp, rất là sâu sắc và có thể có rất là nhiều an lạc, niềm vui và trong khi mình uống trà. Thậm chí là mình mà uống giỏi là mình có thể có giải thoát ngay trong khi mình uống trà, chứ không phải là giải thoát là một thứ gì xa vời. Khi mình uống trà một cách sâu sắc và mình có mặt trò về với cái ly trà, thì tự nhiên là mình không còn bị trói buộc vào trong những cái buồn phiền, lo lắng, sợ hãi về quá khứ, tương lai, những cái mặc cảm, những cái khổ đau trong lòng mình thoát ra được nhờ mình có mặt, mình an trú trong ly trà. Và nếu mình uống sâu sắc thì mình có thể thấy được trong ly trà này nó cất chứa rất là nhiều, nó chứa đựng rất là nhiều yếu tố mà đã làm ra được cái ly trà này. Đó là cái thấy về cái tự giác, cái thấy về tương tức, về vô ngã của đạo Phật, về duyên sinh của đạo Phật. Mà Đức Phật nói ai mà thấy được á, ai mà thấy được cái tự tính duyên sinh vô ngã của các pháp á, mà hiện tượng tức là mình thấy được Phật. Vì vậy khi mà mình thấy được cái ly trà như vậy, tức là mình đang thấy được Phật, mình đang chạm tới Phật trong cái thực tại của mình. Thành ra cái đó gọi là tâm linh. Mà nếu mà mình uống trà như là mình uống cho nó xong rồi mình đang uống trà mình lo chuyện khác, mình nghĩ hết 100 chuyện, thì lúc bây giờ mình không thật sự là tâm linh.
còn không có tâm linh mình có cái chiều hướng tâm linh, cho nên mọi thứ vẫn là bình thường, nhưng mà đưa được cái chiều hướng tâm linh có nghĩa là phải có trách nhiệm trong những cái gì mình đang làm và có mặt đích thực trong giây phút đó, tức là mình có thể thừa hưởng, mình đang duy trì, mình đang nuôi dưỡng và mình đang phát huy được cái chiều hướng trong tâm linh đó. Và bất cứ thứ gì mình làm và bất cứ ở đâu mình cũng có thể thực hiện được, tiếp nối được cái chiều hướng tâm linh của ông bà tổ tiên của mình. Trong đó có vua, các nhà vua thời Lý, thời Trần, các vị thiền sinh vân vân. Thì ta phải nghĩ là nếu mà mình làm được cái này quét nhà, mà quét cho nó có hạnh phúc thật sự an trú trong cái hành động quét nhà, thì lúc bây giờ mình đang gìn giữ cái gia tài tâm linh của mình. Và nếu có được cái đó thì mình đứng trước những cái mình đứng trước những cái thách thức của cái đời sống hiện tại với bao nhiêu những cái cám dỗ, những cái hấp dẫn, thì mình có thể đứng vững được và mình có thể có được cái sự cân bằng trong cuộc sống, mình có thể có được cái hạnh phúc và mình không bị lôi cuốn, mình không bị hút hồn bởi những cái đối tượng mà mình cho là hạnh phúc, thật sự là nó thật sự nó chứa đựng rất là nhiều sự khổ đau cay đắng. Cho nên quan trọng là mình phải thực tập hàng ngày, và quan trọng làm sao để mình có những cái thấy rất là sâu sắc về cuộc sống hàng ngày. Con cảm ơn thầy. Bạn An có hỏi thêm thầy về cái thầy Trung Hải về cái sự thực tập và cách thức thực tập. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch sư cả thầy, cả sư cô và thầy đại chúng. Như lúc này thầy Phạm Niệm có nhắc đến gia tài tâm linh, thì là những người trẻ như con qua những cái bởi cuộc sống rất là nhiều áp lực và cái cân bằng cuộc sống giữa công việc và cuộc sống mình gia đình bình thường rất là khó khăn, thì là những người trẻ như con mơ hồ vô hình chung vẫn nhận ra được cái giá trị của cái gia tài tâm linh đó. Nhưng mà thật ra hiện tại là có rất là nhiều sự lựa chọn về phương pháp và cái cách tiếp cận để mình có được một cái niềm tin để có được cái gia tài tâm linh đó. Con ví dụ như là khi mà con chia sẻ cùng với các bạn đồng tu, thì là các anh chị có chia sẻ là các anh chị có tìm hiểu cả về truyền Phật pháp truyền thống, rồi cả về mật tông Tây Tạng, và cả về những phương pháp thiền của Miễn Điền, và cả pháp môn của sư ông của làng Mai. Thì là khi có nhiều cái thông tin như vậy, thì những người mà chưa có tìm hiểu sâu như chúng con thì sẽ bị rối. Thì quý thầy xin quý thầy tư vấn cho bọn con là làm cách nào để chúng con tìm được một cái pháp môn phù hợp nhất cho vợ trẻ và nó phù hợp với cái cuộc sống hiện đại như hiện nay. Thầy con cảm ơn. Tức là mình có rất nhiều món ăn, bây giờ ăn món nào hợp với mình đây, thì có một cách là ăn xong mình biết liền. Mình vào trong một cái food court, bây giờ là có những cái trung tâm mua sắm rất lớn, vào đó có rất là nhiều gian hàng, có thể là 30-40 cái quầy thức ăn, có quầy thức ăn Ý, Tây Ban Nha, mì Pháp, rồi Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, đủ thứ món ăn. Và có thể có một người đứng giữa một cái biển mênh mông thức ăn và chết đói không? Có rất là nhiều người trẻ hiện nay đói khát một cái chiều hướng tâm linh, bởi vì chọn lựa quá lâu, chọn lựa quá nhiều, để rằng 40 năm chọn lựa, 30 năm của đi bệnh viện. Chúng ta phải ăn liền một món đi.
làm sao để biết món nào hợp với mình. Phải ăn đi một món gì đó cho nó khỏi đói cái đá nó có sức mà chọn lựa. Đầu tiên mình ăn cái gì? Chắc chắn có thể mình không thích lắm nhưng mà rõ ràng là sẽ không có hại về ruột của mình đâu. Bây giờ người nào người Việt Nam mình vẫn người nào bị sốc vì ăn chảo hay là ăn cơm đâu. Nhưng mà nếu bạn nào ăn một cái món như là burrito của mẹ chẳng hạn có thể bị tức bụng 4-5 ngày là vì nó nhiều đầu quá. Hay là bạn nào ăn một món như là thịt ngừa sống của ở Nga chẳng hạn thì nó sẽ rất là khó tiêu, có thể sinh bệnh. Và trở lại câu hỏi của bạn, làm sao một người muốn có một cái đời sống tâm linh mà có thể chọn lựa cho mình được một phương pháp thực tập đúng? Đó là mình phải thực tập. Nếu mình không thực tập mà chỉ chọn lựa thôi thì giống như là một cái người mà đang ôm một cái bụng đói meo và lang thang rồi gục chết trong một cái biển thức ăn. Và khi thực tập rồi thì mình sẽ biết nó hợp với mình hay không. Và chắc chắn nếu như một cái phương pháp thực tập mà nó phù hợp với mình thì sẽ giúp được cho mình giải quyết được những cái bức xúc, những cái khó khăn, những cái khổ đau của mình và giúp mình nuôi dưỡng được những hạnh phúc, tình thương của mình. Mình trở lại cái niềm tự hào của tổ tiên, đó là chúng ta thừa kế một cái nền đạo đức tâm linh rất là sâu, rất là dày, rất là đẹp. Và có thể chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhận thức chung là cái gì ngoài ngoại quý, nhưng mà chưa chắc đâu. Nếu như một cái người sinh ngoài sinh quá tới mức bỏ bê cái những cái sản phẩm nội địa có thể phá sản đó. Và đây là một cái lời cảnh cáo đối với những người trẻ đang thừa kế cái gia tài tương lai, gia tài tâm linh tương lai của đất nước. Chúng ta làm thế nào đó để một vài chục năm nữa người bạn bè quốc tế nhìn vào Việt Nam chỉ thấy Tây Tạng thôi, chỉ thấy Trung Quốc thôi, chỉ thấy cái gì đó thôi, muốn còn thấy cái gì là Việt Nam nữa. Mình nhìn tổ tiên của mình như thế nào đây? Của những chúng ta không phải là những người sơ cứng, cố chấp tới mức mà không chấp nhận những cái giá trị quốc tế, những cái giá trị của cả các truyền thống khác. Chúng ta chấp nhận, chúng ta trân trọng. Nhưng mà chúng ta không có quyền làm mất đi những cái giá trị gốc rễ của mình. Và vì vậy, nếu như mình muốn chọn lựa một cái con đường thực tập đúng thì phải thực tập. Tây Tạng cũng được, Thiền Viện Điền cũng được, Nhật Bản cũng được, Trung Quốc cũng được. Nhưng mà đừng quên, mình còn có món cơm ở nhà. Đi nhà hàng nhiều rồi, thế nào phải về nhà ăn cơm với ba mẹ. Thành ra phải ăn cơm. Ăn cơm là gì? Như Thầy Niệm nói hồi nãy, chúng ta có những cái thực tập rất là gần gũi và rất là hiệu quả. Tổ tiên của chúng ta có một cái tài năng, đó là đã đem được tất cả những tinh hoa của Phật học vào trong đời sống hàng ngày. Cái cách người mẹ dạy con, cái cách mình xưng hô với nhau, cái cách mình nói chuyện với nhau đã bàn bạc những cái giá trị thâm sâu nhất của nền triết học Phật giáo rồi. Và vì vậy, nếu như chúng ta có cái sự cởi mở đủ để tiếp nhận những cái giá trị văn hóa tâm linh quốc tế thì chúng ta cần phải học hỏi và cần phải mở cái khả năng của mình rộng hơn để có thể thừa kế và phát huy những cái gia tài tâm linh của tổ tiên của mình. Và để đúc kết là chỉ có một chữ thôi, là phải ăn mà thôi, không thể nhìn mà chọn lựa được đâu. Phải thực tập. Dạ con cảm ơn thầy.
Dạ thầy trả lời cho con hỏi chi tiết thêm một chút nữa. Tức là khi mà thầy nói vào cái phước con sẽ có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà nó có nhiều quả, thì thầy có cái hướng dẫn nào cụ thể hơn một tí thì để chúng con gọi gọn lại chọn trong một số ít hơn thôi, rồi mình bắt đầu để tu tập. Chứ nhìn vô vàn như vậy còn con cũng không biết bắt đầu từ đâu và dựa trên những cái gì để đánh giá ok bây giờ chọn cái tập hôm này để mình bắt đầu tu tập. Tại vì một lần tu tập như vậy thì sẽ rất là mất thời gian để chuyện nó có hợp với mình hay không. Cái vấn đề này nó tự nhiên thôi. Và bây giờ người phương Tây nó có một cái từ, nó chỉ gọi là Dharma Hopping. Hopping tức là nhảy, như là con kangaroo nó cứ nhảy lên nhảy xuống. Thì mình cũng vậy. Và bây giờ những cái phật pháp nó được tràn vào trong chợ, cho nên gọi là chợ tâm linh. Tiếng Anh nó gọi là spiritual market. Nơi đó là mình có thể mua rất là nhiều thứ, sách này sách kia, rồi sách về sức khỏe, rồi vân vân vân. Thì khi mà mình khổ quá đó, mình đang hoang mang, mình khổ quá thì mình mới đi tìm. Thì đó là cái nhu yếu nó rất là bình thường, rất là tự nhiên. Cái quan trọng là trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nó có một cái yếu tố gọi là phải đến để mà thấy, phải từ mình thông đạt, từ mình có thể giác tri. Tức là không thể nào mà chờ người ta nói hay là đọc sách được, mà sách nó cũng có thể giúp mình có một cái thấy, nhưng mà mình phải tới cái chỗ đó, mình phải thật sự hạ thủ công phu tu. Như này thầy Trung Hà nói là mình phải tu thì bắt đầu mình mới có thể nếm trải được, mình trải nghiệm được. Và mình tu bằng cái gì? Mình phải lấy hết, mình phải đem hết trái tim của mình ra, và mình phải đem hết những cái khổ đau của mình ra để mình thực tập. Mình khổ cái gì? Mình có những vấn đề gì? Ví dụ Đức Phật nói là thường trong kinh đó, Ngài dạy là anh đang bị cái gì trói buộc. Nếu anh không có bị, anh thấy rằng anh có trói buộc cái gì thì tôi cũng không thể dạy anh được. Phải không? Ví dụ nói là có thầy có đem pháp tới mà cái anh chàng nói anh có cảm thấy là bị trói buộc cái gì đâu, thì làm sao mình đó, thì pháp nó đâu cần ý nghĩa gì với anh nữa, là anh đâu có khổ. Tại vì có khổ cho nên mới có cái sự cống hiến, con đường để cho mình đi ra được cái khổ. Vậy thì khi mình tới với cái giáo pháp nào đó là mình phải thật sự là mình đang thấy là mình có những trói buộc, mình có những cái khổ đau gì, mình có những thao thức gì, và những cái giáo pháp mình đang học ấy, nó có dính líu gì tới những cái vấn đề khổ đau thao thức của mình, của gia đình mình, của xã hội mình. Chứ không phải là mình tới tu là tại vì mình khổ quá, rồi mình thấy cuộc đời nó khổ, rồi người ta rao giảng cuộc đời là khổ, đời là bị khổ, cho nên mình muốn thoát ra cuộc đời này, mình muốn đi tới đó để mình tìm kiếm một cái đối tượng tâm linh nào đó, một cái sự tu học nào đó để mình tu, để mình giải thoát, mình đi lên trên cái cõi nào đó trên kia. Và như vậy không phải là mình tu, cái đó là mình muốn tu để mà trốn chạy cái khổ đau của mình. Nhưng mà Đức Phật không có dạy như vậy. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Ngài dạy là mình có khổ, có những nguyên do khổ đau, và có cái sự có khả năng cái khổ đau có thể chấm dứt, và cái an lạc, cái an có thể có mặt. Và đây là cái con đường để cho mình có thể thực tập để mà chuyển hóa những khổ đau đó trở thành an lạc, hạnh phúc. Vì vậy khi mà mình tu với một cái phương pháp nào thì mình phải biết rằng là những cái phương pháp mình đang tu, thứ nhất là mình có tiếp nhận đúng, hiểu đúng không? Thứ hai nữa là mình có áp dụng những cái lời mình, những cái điều mình hiểu có đúng không? Mình có. Và thứ ba nữa, những cái sau khi mình hiểu đúng, mình áp dụng đúng và mình có cái kết quả, có nghĩa là nó đưa tới được cái trị liệu, cái giải thoát, cái chuyển hóa cho mình, cho gia đình mình,
Ví dụ như mình có những cái vấn đề với chồng, với con, với vợ, và những cái điều đó mình học và nó đem về, nó có thể hòa giải được, nó giúp mình giải quyết được những vấn đề, mình đem lại cái an vui và hạnh phúc cho gia đình, thì mình biết đó, là cái phương pháp đó nó đúng và mình có thể tiếp tục tu tập. Còn nếu mà mình tu 10 năm rồi, mình học Phật pháp quá trời quá đất, nhưng mà cái cục nồi kết rồi cái vấn đề của mình chưa giải quyết được với vợ, với chồng, với con, với những người bạn và những cái vấn đề xã hội đang tồn động, thì mình biết rằng là cái phương pháp này có thể nó hợp cho mình, thì mình phải có khả năng tìm một cái phương pháp thích ứng mới. Và điều này Đức Phật cũng dạy cho các cái vị thanh niên, như là trong cái thanh niên của cái làng Kalama. Tại vì có nhiều thầy tới đây và rao giảng, và người nào, bậc thầy nào cũng nói rằng những cái gì tôi giảng là số 1, là cao quý nhất. Và một cái bậc thầy tâm linh nào tới đó cũng nói như vậy. Thành ra cái chàng thanh niên, những người dân đó rất là hoang mang. Bây giờ người nào cũng nói là tôi là số 1 hết, bây giờ chúng con không biết là theo ai đây. Thì Đức Phật nói, quý vị hãy thẩm định cho kỹ càng những cái lời người đó họ dạy, và phải áp dụng nó vào trong đời sống hàng ngày của chính mình, xem thử nó có thật sự trị liệu, chuyển hóa và đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình hay không. Chứ đừng có vội vàng tin, dù những cái điều đó được nói ra bởi một bậc đạo sư rất nổi tiếng. Và đừng có vội tin những cái điều đó đã được truyền tụng qua 7 đời rồi, vân vân. Thì mình thấy rằng là Đức Phật đã cho mình một cái nhìn và cách để hiểu và tiếp cận những cái lời dạy như thế nào cho nó đúng mức. Thì nói như vậy, thành ra mình không thể nào mà kiểu tu một cách nó rất là mù mờ và mê tín được. Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn cực kỳ là rõ ràng, rất rất là thực tiễn và rất là đơn giản. Nó không có những cái màu mè gì về bùa chú rồi. Và cái giáo pháp của Ngài cũng phải tu bây giờ để giải thoát trong tương lai, không phải tu để mà xin về một cái cõi nào đó. Mà cái giáo pháp của Ngài dạy cho mình là có thể tu để đạt tới cái an lạc hạnh phúc ngay bây giờ ở đây và giải thoát, thì giải thoát đây. Mà muốn tiếp xúc với Niết Bàn, với tịnh độ, thì Niết Bàn tịnh độ cũng có thể tiếp xúc được ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là chết rồi mới đi vào Niết Bàn, chết rồi mới sinh về tịnh độ. Đó là những cái lời dạy rất là mạnh và rất rõ ràng. Thành ra kết luận lại là quý vị phải thấy rằng những cái gì mình học là mình học với cái khổ đau của mình tu với cái vấn đề với khổ đau, và những cái đó nó phải được giải quyết. Nếu không giải quyết thì phải tìm một phương pháp thích ứng mới, và khi mình tìm ra được rồi thì mình phải thật sự nắm lấy nó, ôm lấy nó mà tu. Chứ không còn đi lung tung nữa, đi lang thang, không có hopping nữa, tức là không có nhảy chuồng này chuồng khác. Ví dụ như những người Việt mình ăn cơm, một bữa ăn mà không có cơm là chịu không nổi, một ngày mà không ăn cơm là chịu không nổi, ăn thêm cái gì cũng được nhưng mà phải ăn cơm. Đó là người Việt. Người Tây ấy, thì ăn gì được mà phải ăn bánh mì. Thì mình phải biết là mình phải có cái gì đó mình phải nắm rồi mình ăn thường xuyên, còn có những thứ khác mình thêm chút để hiểu thêm thì cũng sao ấy. Nhưng mà nếu mà cứ giống như con ong, cứ chậm chỗ đây chút, chậm chỗ kia chút, chậm chỗ nọ chút, cuối cùng là mình chết khác, mình biết cùng không có giải quyết được vấn đề gì, rất là mất thời gian. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn An đã có một cái câu hỏi rất là thiết thực và rất là cần thiết cho những cái thân người mà đang trên cái con đường tìm cái cách tu cho mình, giống như thầy thân nói là chọn cái lifestyle á. Dạ. Thì con không biết là như nãy giờ quý thầy cũng có hướng dẫn là mình chọn cái phương pháp hoặc là cái pháp môn nào mà mình cảm thấy là mình có thể
giải quyết được cái nội kết ở trong mình có thể mang lại cái niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người thương xung quanh mình. Nhưng mà thầy không có nói rõ là chúng con sẽ chọn cái pháp môn nào. Con không biết là có điều là hôm bữa thì con đến đây thì con không hỏi thầy pháp môn nào nữa đâu ạ. Nhưng mà con thì con đến đây thì bữa giờ thì xung quanh con á thì có những bạn đến lần đầu cũng có và có những chị đã đến nhiều lần cũng có. Và khi mà con thoáng qua con nghe thì mọi người đến với nói chuyện với nhau rất là hạnh phúc. Thậm chí có bạn là nói chị ơi sao em đến đây mới có một ngày mà em hạnh phúc quá luôn đi chị ơi, em cảm thấy yêu dân tộc mình dễ sợ luôn, mà quý thầy quý sư cô sao mà dễ thương dễ sợ, sao mà dễ thương quá. Thực ra là con thấy là bạn đó chắc là đêm đó chắc là ngủ mà mơ luôn á, là có nghĩa là bạn con theo con á thì nếu như con là bạn có nghĩa là con đã tìm được một cái pháp môn cho mình, một cái pháp môn cho mình. Thì con thưa với thầy là khi mà tụi con ở trong làng á thì con được ở trong một cái môi trường rất là trong lành cả về vật chất lẫn tinh thần, và được tiếp xúc với quý thầy quý sư cô rất là dễ thương và rất là an, rất và được nghe quý thầy dạy những cái bài mà tụi con rút ra được những cái bài học và nhìn thấy được cái bản thân mình ở trong đó. Như vậy thì thầy có thể, quý thầy có thể hướng dẫn thêm cho chúng con là sau khi chúng con hết cái khóa tu này rồi, chúng con trở về với cái cuộc sống bình thường, với những cái bộn bề, với công việc, với học tập và những cái lo toan của cuộc sống, thì chúng con làm sao để giữ được cái, duy trì được cái năng lượng đó và giữ được cái chánh niệm đó, và cái cách thực tập nào để cho chúng con duy trì được cái những cái tốt đẹp đó trong bản thân chúng con. Con xin hết. Người thầy của sư cô làm sao người nào cũng sợ. Thầy của sư cô dễ sợ. Một cái sự thực tập đúng đó là một cái sự thực tập nó làm cho mình trở thành mình hơn, liên kết tới câu hỏi hồi nãy. Mình chọn một cách thực tập đúng có nghĩa là cách thực tập đó nó không có làm cho mình trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Có những người chọn cách thực tập về nhà bỏ bàn thờ tổ tiên, không hiểu không thuận với cha mẹ, tại vì nghĩ rằng cái thân thể này là mình, của mình hoàn toàn làm chủ, không có dính gì tới mấy ông ba ngồi trên bàn thờ này. Thì chọn một cách đó là mình biết được là nó làm cho mình không còn là mình nữa. Giống như là ở đây mọi người thấy cây cối rất là xanh, tại vì mấy tháng vừa rồi thì có đủ mưa. Khi mà mưa xuống thì cây tre nó cũng uống nước, cây hoa cúc dài nó cũng uống nước, cây dừa nó cũng uống nước, cây phường cũng uống nước, cây cỏ lau cũng uống nước. Và mỗi cây nó uống nước như là nó đang tiếp nhận pháp. Mà nó uống nước vào để làm gì? Cây dừa uống nước vào và để thành cây tre, cây tre nó uống nước vào và để thành cây hoa phường. Mà sự thực là cây tre uống nước vào để trở thành cái gì? Cây tre hơn. Cái phường nó uống nước vào để thành cái phường hơn. Cái cỏ lâu cũng vậy, cái dừa cũng vậy, cái hoa ngọc lan cũng vậy. Thì mình cũng vậy, mình thực tập chánh pháp vào để thành cái gì? Ví dụ anh là một ông bố có hai đứa con, anh thực tập chánh pháp, anh trở thành bố hơn với con của anh, anh trở thành chồng hơn với vợ của anh trở thành con hơn với bố mẹ của anh, tức là anh trở thành anh hơn, anh trở thành một cái gì đó đầy đủ và toàn vẹn hơn, mà không có mất đi cái gì cả. Anh không cần phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ để trở thành một cái gì đó khác mới tốt. Mà cũng vậy, trở lại câu hỏi là làm sao để đem được cái thực tập này, cái năng lượng này về trong cái môi trường mà không có sự bình an, dễ sợ như thế. Không có những con người dễ sợ như thế.
Ví dụ mình là một người nhân viên văn phòng, mình có một cái phương pháp thực tập để mình trở thành một người nhân viên hơn. Mọi người thấy ở đây mình có làm gì khác ở nhà không? Ban đầu thì cũng buổi sáng cũng thức dậy, nhưng mà ở nhà mình có thể mình thức dậy hơi muộn, hơi gấp gáp. Tại vì buổi tối hôm trước mình ngủ hơi khuya, mình xem phim, mình online, Facebook hay lâu, đi lang thang hay lâu. Thành ra mình không có đủ ngủ đủ giấc, sáng dậy không có khỏe, mình ngủ mấy lần nữa. Hay là mình ngủ trong một cái môi trường không có không khí trong lành, thành thức dậy không được khỏe. Nhưng mà ở đây thì khác, mình có không khí trong lành. Ở đây thì người nào cũng bị mất màng này, cắt màng này. Thành ra người nào cũng còn nguyên vẹn, mất màng mà còn nguyên vẹn. Và mình thức dậy, ở nhà mình cũng thức dậy. Rồi mình cũng chuẩn bị vệ sinh, rồi mình cũng tới cái chỗ mình cần làm việc, ăn sáng. Ở đây mình cũng làm ý như vậy. Ăn thì mình cũng phải đưa thức ăn vào trong miệng, uống nước thì cũng phải ý như vậy, không có khác cái gì hết. Mình cũng giặt áo, cũng dùng nhà vệ sinh, cũng chải răng, cũng làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại sao ở đây mình làm nó có bình an hơn? Ở nhà mình có thể làm với năng lượng bình an như vậy không? Ở đây mình làm có năng lượng bình an hơn, tại vì cái môi trường này là bình an, tại vì có những cái con người họ cố gắng, họ đã thuần thục trong vấn đề làm những việc là một cách bình an, mà mình thì chưa quen lắm. Thành ra để mà làm cho được thì mình phải tập luyện. Thực tập nó cũng giống như là chơi thể thao. Anh không thể suốt ngày ngồi đó xem bóng đá như là World Cup. Hôm qua có một số bài hay còn World Cup. Không thể mình ngồi đó mình coi 10 trận bóng đá mà đã bấm hay đâu, được không? Anh không thể ngồi đó mà coi 10 giải Wimbledon mà đánh tennis giỏi được đâu. Anh phải tập, chỉ phải tập. Vì vậy mình muốn chạy đắng cho có bình an, như là ở đây, như là những người ở đây, thì mình phải tập. Tập như thế nào? Có người nào bận tới mức mà không có giờ chạy đắng không? Có người nói là thầy ơi con bận lắm, không thể nào có một chút thời gian nào để tu tập đâu. Công việc là nó ngập lên quá đau luôn. Có quá nhiều cuộc hẹn, có quá nhiều thời công việc để làm, có quá nhiều thứ mình còn phải chờ đợi mình làm. Không có chút thời gian nào để tu tập đâu. Thành ra thầy chỉ con sắp xếp 10, 20 năm nữa rồi con tu. Bây giờ cho con bận rộn thêm thời gian nữa. Mà có người nào bận rộn tới mức không có thời gian dùng nhà vệ sinh đâu. Còn người nào bận tới mức không có thời gian chải tóc hay là các thời điểm khỏi chải rồi. Không chải răng, không có rửa mặt không? Vậy thì một phương pháp thực tập đúng đó, để có thể đem về nhà được đó là mình thực tập trong những cái lúc mà mình làm những cái việc bình thường đó. Thiền tập. Cái bên sẵn thực niệm nói đó là thiền thường thường. Một cái pháp thiền mà nó áp dụng được vào trong tất cả các hoàn cảnh. Mình phải dừng đèn đỏ để mà chờ cái đường kia nó đi. Trong thời gian mình dừng đó mình có thực tập được không? Người ta bây giờ rất là bận rộn. Và vì vậy Sơn Lần Mai rất là từ bi. Cách đây khoảng chừng hơn 10 năm Sơn có viết một cuốn sách từ đây là thiền tập cho người bận rộn. Và người nào mà có cảm giác là mình bận rộn thì phải học cái pháp đó, thiền tập cho người bận rộn. Sau này nếu mà các sư ông tương lai phải có những cái cuốn sách khác, như là thiền tập cho người thích đẹp, thiền tập cho người thích ốm, thiền tập cho người đã hại cái kiểu đó. Tại bây giờ người ta sợ mập lắm, người ta sợ đen, sợ xấu, người ta sợ không có bàn. Thành ra trên Facebook người nào cũng có cả ngàn bàn nhưng vẫn cô đơn nhất. Rất là chăm chút cái thân của mình nhưng mà không bao giờ thấy mình đủ đẹp, không có tự tin. Tại vì thiếu một cái sức mạnh nội tại. Và thập niệm sẽ triển khai thêm làm sao để cho mình có thể thực tập được, như là một người bận rộn làm sao để có thể rèn luyện, tập luyện được bằng những cái rất là bình thường. Thường thường mình nghe cái câu là khéo tu thì vùng, mà
À, khéo tu thì nổi mà vùng tu thì chìm, phải không? Cho nên khi mà mình vùng tu có nghĩa là mình kẹt vào những cái khái niệm thế nào gọi là tu, thế nào gọi là không tu. Ví dụ mình nói là mình nghĩ là tu là một cái gì, mình phải tới chùa, mình phải ngồi thiền, mình phải tụng kinh, vân vân, thì mình mới tu. Còn bình thường thì mình không tu. Nhưng mà theo cái cách này thì mình thấy rằng ở bất cứ nơi nào và giây phút nào thì mình cũng có thể tận dụng được để mình thực tập. Bởi vì mình phải hiểu rằng đó, đạo bụng cũng là đạo tỉnh thức. Nó là một cái nếp sống tỉnh thức. Mà nếu nó là một nếp sống tỉnh thức á, thì chắc chắn là bất cứ giây phút nào là mình đang làm gì. Mà Pháp Niệm rất là thích cái chữ nếp sống. Nếp là một cái gì nó cái gì mình làm hàng ngày, mình sống hàng ngày, thành ra một cái nếp. Mà cái gì mình làm hàng ngày đó, mình phải đưa cái sự tỉnh thức vào đó. Thì mình khi mình nhận thức là nó là một nếp sống tỉnh thức á, thì mình biết rằng bất cứ cái gì mình làm đó đều có thể trở thành sự tu tập hết cả. Chẳng nhất thiết là phải lên chùa, phải ngồi thiền 10 tiếng thì mới là tu, hay là đi lạy bái sám thiệt nhiều mới là tu. Cái đó là một phần rất nhỏ trong vấn đề tu học. Vì vậy, và cái điều thứ hai nữa, khi mà mình bắt đầu thay đổi cái tư duy của mình, cái khái niệm thế nào là tu, thì lúc đó mình mới thật sự biết làm thế nào để tu và tu như thế nào. Thứ hai nữa là mình phải khéo sắp xếp cái đời sống của mình. Bởi vì đời sống thì nó có nhiều thứ bận rộn, nhưng mà mình phải biết cái nào là quan trọng và cái nào là thứ yếu và cái nào là không quan trọng. Tức là có ba cái mục. Một là rất quan trọng, thứ hai nữa là thứ yếu thôi, và cái thứ ba này là không quan trọng. Thì thứ nhất là cái không quan trọng mình phải nhận diện cho được và mình phải loại nó ra, tức là mình phải bỏ đi. Cái nó thứ yếu thì cũng cần phải đầu tư quá nhiều thời gian và sức lực vào đó. Và cái cuối cùng là cái quan trọng, là cái nó liên quan tới vấn đề sinh tử, đời sống hàng ngày của mình, hạnh phúc của mình, của gia đình mình, thì mình phải tập trung vào cái đó nhiều hơn. Thì khi mình tập trung vào cái quan trọng nhất thì tự nhiên mình sẽ cắt bỏ bớt những cái không quan trọng, và từ mình có nhiều không gian và thời gian để làm gì, để mình tu tập, để mình có thể tận hưởng cuộc sống. Thì quý vị về nhà thì quý vị phải làm cái bài tập đó, tức là lấy cuốn sổ ra rồi bắt đầu nhận diện. Tại vì tu chánh niệm trước hết là identify, tức là phải nhận diện ra những cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, cái gì quan trọng vừa vừa. Ví dụ như là tuần nào cũng đi tiệc tùng hết, thì tiệc tùng có phải là quan trọng không? Nếu không quan trọng, tại sao tuần nào mình phải đi tiệc tùng? Tuần nào, ngày nào cũng nhậu từ trong nhà ra tới đường, thì cái nhậu đó nó quan trọng không? Bây giờ người nữ nhậu ghê lắm, còn người nam không thôi. Vậy thì mình thấy cái nào quan trọng?
thì trước hết là mình phải có khả năng khéo léo nhận diện và bắt đầu tập trung. Bởi vì nói con có thời giờ, nhưng mà thời giờ của mình á làm phí rất là nhiều. Bây giờ mình nói chuyện á, ví dụ nói chuyện nhiều là chuyện nào quan trọng, chuyện nào không quan trọng và chuyện nào không liên quan gì hết, thì mình phải có khả năng bỏ bớt những cái chuyện không, cái câu chuyện không có quan trọng gì. Ví dụ như tới khóa tu vậy đó, đôi lúc quý vị nghỉ mà coi những cái câu chuyện mình nói đôi lúc nó không liên quan gì hết mà mình cứ nói cả ngày đó. Còn có những chuyện rất cần nói mà mình lại không nói, thì nó như vậy. Thành ra cái khéo léo đó phải được tu tập là nó như vậy. Và khi mình bắt đầu làm được cái chuyện đó rồi thì mình sẽ thấy là mình có rất nhiều thời gian để tu tập. Mà tu tập đấy có nghĩa là mình tận hưởng cái đời sống, cái nếp sống hàng ngày của mình. Ví dụ như là mình pha một ly cà phê để uống buổi sáng, thì cái giây phút ly cà phê đó, mình pha cà phê và uống ly cà phê đó là cái giây phút tận hưởng cuộc sống. Và mình có thể có rất là nhiều hạnh phúc trong khi mình uống một ly cà phê. Thì như vậy là tu rồi. Tại vì tu để làm gì? Tu để có hạnh phúc, chứ không phải tu để mà rời bỏ cái thế giới này để đi tới một thế giới khác. Nó phải như vậy. Giải thoát cũng để làm gì? Giải thoát là thoát ra được những cái phiền buồn, những cái phiền não, những cái giận hờn, những cái si mê của mình để làm gì? Để mình có hạnh phúc, để mình có tự do. Chứ không phải là giải thoát là một cái mang cái nghiệp là bỏ cái hình hài này, bỏ thế giới này, bỏ gia đình mình, bỏ hết mình đi qua một thế giới khác. Nó không phải như vậy mà Đức Phật dạy mình như vậy. Rồi mình muốn thực tập thành công nữa ở ngoài thì mình phải làm gì? Mình phải tạo dựng một cái tâm thân, có thể tâm thân đó là gia đình mình, trước hết là gia đình mình. Mình tạo ra được cái không khí trong gia đình trở thành một cái tâm thân nhỏ để mình duy trì được cái đời sống tu tập hàng ngày. Và thứ hai là thì mình có thể kết nối với những cái người ở cùng một cái vùng, gọi là cái vùng địa phương của mình. Nếu có tâm thân đó rồi thì mình tới đó mình tu. Nếu chỗ đó chưa có tâm thân thì mình có thể cùng nhau thiết lập ra một cái tâm thân để cùng nhau tu tập và nuôi dưỡng cái sự tu học của mình. Tại vì quý vị tu ở đây ban ngày, bảo đảm 2 tuần sau khi quý vị về ở tại thành phố là sẽ mất hết. Tôi cho 3 tuần cho nó khá. Nhưng mà mình biết rằng khi mà mất hết cái rồi thì tình mà các thầy các sư cô cho quý vị nó cũng bay mây khói hết. Nếu mà mình không thực tập thì mình cũng có thể kết nối với nhau được. Cho nên phải thiết lập những cái tâm thân. Và hy vọng là trong ngày nay, ngày mai thì sẽ có những cái nhóm để giới thiệu những tâm thân để quý vị biết ở đâu đang có tâm thân. Và mình tới đó mình tu học. Và khi quý vị mà thọ năm giới rồi thì phải có tâm thân để mình tới đó mình tụng giới. Tụng đây có nghĩa là mình ôn lại để làm gì? Để mình xem thử là mình đã thực tập tới đâu rồi và mình có thể làm như thế nào cao hơn hay không. Tại giới là phải học hỏi thường xuyên và học suốt đời, chứ không phải là mình học hôm kia xong rồi mình thọ giới xong rồi như vậy là đủ. Càng thực tập về giới, càng vô tùng về giới, càng hiểu thêm về giới và càng thực tập nó sâu sắc hơn. Thì ở đây mình cũng có giới thiệu cho các bạn, nếu mà mình làm việc trong vi tính thì mình cài cái tiếng chuông điện thoại, cái tiếng chuông vào trong cái vi tính của mình, để cứ mỗi 15 phút, 20 phút gì đó nó đánh lên và mình dừng lại một thời. Và nếu mình có điện thoại thì mình để cái chỗ đồ reo, cho khi ai gọi tới thì thay vì mình chụp cái điện thoại mình trả lời liền thì mình để cho nó reo 2 tiếng, 3 tiếng cái này. Sau đó mình mới nhắc lên và mình nói thì nó rất là hay. Bởi vì khi mình thở với tiếng chuông đó, ít nhất là 3 tiếng chuông đầu và mình thở vào thở ra thì mình thiết lập được cái sự bình an, cái sự thảnh thơi của mình, cái sự lắng sâu của mình. Sau đó mình nhấc điện thoại lên thì cái phẩm chất của cái buổi nói chuyện trên điện thoại của mình nó sẽ rất là hay, nó sẽ có hiệu, nó sẽ có phẩm chất hơn. Và nhất là khi mình sẽ sắp sửa nhận một cái cú điện thoại
nó rất là nó có thể làm cho mình rơi xuống, mình có thể mình khổ, mình sợ hãi. Thì khi mà mình thờ trước đó rồi thì tự nhiên mình sẽ đón những cái cú điện thoại đó một cách bình thản hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị cứ thực tập như vậy trong đời sống mình, nó sẽ cứu mình. Và ở trong nhà mình có thể có những cái bài kệ ở trên làng mai á, trên trang nhà, hoặc là đâu đó mình có thể tìm ra những cái bài kệ thi kệ á, nó gọi là cái cuốn đó nó có những cái bài thi kệ thức dậy mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin quyền sống tròn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Mình dán cho to lên cái phòng mình, mà khi mình mở mắt ra thì mình thấy cái bài kệ đó rồi, rồi tự nhiên mình bắt đầu thở vào thức dậy mỉm cười, thở ra 24 giờ tinh khôi, thở vào xin quyền sống tròn vẹn, thở ra mắt thương nhìn cuộc đời. Và mình thở 4 hơi như vậy, trời ơi, là mình thấy yêu đời liền. Rồi khi mình dán một cái tờ đó, một cái bài kệ khác ở trong cái phòng tắm của mình, là cái gương soi mình, thì mình bắt đầu mình có thể trước khi mình đánh răng hay là rửa mặt, trước khi mình vặn nước ra thì mình có bài kệ mở nước để rửa tay, xin quyền cho mọi người có đôi bàn tay khéo nhìn giữ trong nước này. Thì nó có nhiều kia những bài kệ để giúp mình duy trì cái đời sống chánh niệm của mình rất là hay. Thì quý vị có thể lấy xuống và dán ở đâu đó ở trong nhà để nhắc cho mình tu tập. Thì tóm lại là mình phải có khả năng ứng dụng được những cái thân tập vào trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái đó mình có thể làm được với điều kiện là mình phải có khả năng xử lý được những cái thứ không cần thiết. Ví dụ như là xem phim, xem bộ phim dài, nó mệt mỏi lắm. Xem chút rồi mới xem dài, lê thê cô dâu cái tuổi, coi hết đời mình xong rồi qua đời, được coi không xong rồi phó thác cho con cháu mình coi. Thôi thì bà sắp đi rồi con, rồi cháu sẽ coi dùng cho bà. Nó mất thời giờ, mất thời gian, trong khi đó thời gian để mình tận hưởng tu tập chuyển hóa trở về với mình, nó là như vậy. Thành ra phải khéo lắm, nên quý vị phải về cố gắng ngồi lại chính bản thân mình, rồi cùng với gia đình của mình, cùng với bạn hôn phối của mình, rồi cùng với công ty của mình đó, là mình phải sắp xếp. Cho nên Trịnh Công Sơn nói là về thu xếp lại 10 năm tắm rồi chấm giật mình, ôi chiếc lá thu phai, phải không? Chiếc lá thu phai là nói về vô thường, mình đâu biết được mình có thể chết ở bất cứ lúc nào, mình già đi vân vân cũng như chiếc lá thu phai, vô thường nó đến chắc lắm. Thành ra mình phải thu xếp lại chính mình, thu xếp lại gia đình của mình, thu xếp lại công việc của mình, thu xếp lại những cái đời sống với xã hội của mình, để mình biết cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, mình có thời gian mà tận hưởng cuộc sống. Dạ, con cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái việc rất là thực tế. Thật ra thì mấy ngày vừa rồi con cũng rất là băn khoăn, thì làm sao để tiếp tục được những cái thực tập ở Lào Cai để mang về cuộc sống số 1 của mình ở Việt Nam. Thực ra trước khi đến đây mà con nghĩ là 6-7 ngày không có điện thoại chắc là chết mất. Nhưng mà 4 ngày qua rồi vẫn sống khỏe. Những khỏe mà con vui nữa còn khác. Thì thật ra có thể hề bọn con là sướng hơn thể hề của ba mẹ con rất là nhiều. Con có điều kiện kinh tế, ba mẹ là có những điều kiện khác. Một vui thì có những đi xem phim hoặc là đi shopping, rất là nhiều, thực là rất là nhiều điều kiện để cho con hạnh phúc. Nhưng mà bản thân con mà con nghĩ là đại chúng của mình ngồi đây thì
nhiều điều kiện như vậy, nhưng mà tại sao cuộc sống của mình vẫn rất là khó về những cái hạnh phúc đó, và vẫn còn cả lập rất là nhiều khổ đau. Thì dạ, cho con nói xin đạo và nhờ vị thầy giải thích cho con tại sao có điều kiện để hạnh phúc mà vẫn không hạnh phúc được. Trước khi nói cái chuyện đó thì có một cái chuyện nữa là mình phải tập sống đơn giản lại. Nếp sống đơn giản và nếp sống hạnh phúc. Đó là kinh Đức Phật dạy của mình. Mà thế giới của mình là thế giới tiêu thụ, tiêu dùng. Mình làm cho nhiều, mình có nhiều tiền, là cuối cùng để mình tiêu dùng thôi. Và cái chủ nghĩa tiêu dùng bây giờ nó trở thành ra thịnh hành. Ví dụ như là ngày xưa mình có 3 bộ đồ thôi mình cũng hạnh phúc rồi. Mà phải được nhớ ngày xưa mình chỉ có một cái áo trắng, một cái quần dài để đi học thôi. Ngoài giờ đi học ra mình về mình bỏ ra mình treo lên và chỉ mặc một cái quần xà lông thôi. Nhưng mà cũng hạnh phúc. Vì vậy cái quan niệm hạnh phúc của mình đó, mình cần phải xét lại. Cho nên mình vì sao mà mình nói là mình sống ở trong cái điều kiện đầy đủ vật chất, thậm chí là dư thừa, nhưng mà mình vẫn không có. Ở mình người ta có viết một cuốn sách, nó tên là Sự Nghịch Lý của Người Mỹ, American Paradox, và có cái tên phụ của nó là Hunger of Spiritual in a Time of Plenty, tức là đói khát về tâm linh, về hạnh phúc trong một cái thời đại thừa mứa vật chất. Và khỏi cần đọc mình cũng biết rồi. Nhưng mà có lần cũng có đọc cái cuốn đó rồi, nó rất là hay. Nó nói lên là tại sao người Mỹ không có hạnh phúc. Thì khi mà mình chạy theo cái đời sống đầy dày vật chất như vậy, nó cũng có nghĩa là mình đang không hạnh phúc. Mình mới chạy theo cái đó. Mình đang cô đơn, mình đang thiếu tình thương, mình đang không được thỏa mãn trong đời sống tinh thần của mình. Cho nên chạy theo vật chất chẳng qua chỉ là mình muốn khỏa lấp những cái trống trải, những cái thiếu thốn về cái tinh thần trong bản thân mình và trong gia đình xã hội mình. Cho nên cái thế hệ ma đói là thế hệ nó đang thịnh hành. Trong xã hội mình có rất nhiều ma đói, mà có những cái ma đói còn rất là trẻ tuổi, mới 8 tuổi, 7 tuổi trở thành ma đói rồi. Và quý vị biết là có những em bé mới có 7-8 tuổi thôi mà đã từ từ rồi, đã nhảy lầu từ từ rồi. Ở Việt Nam có, ở Trung Quốc cũng có. Nó có một cái sự thật là mình nghèo đói quen rồi, và quen mà mình nghèo đói, cho nên khi mà cái đời sống vật chất nó bùng nổ thì mình chạy theo. Và mình tin rằng những cái thứ đó nó đem lại cái hạnh phúc cho mình, và cái giáo dục của mình là giáo dục về cái hướng đó. Cho nên phải nghĩ là cái vấn đề mấu chốt là mình phải giáo dục trở lại, chứ không phải là mình giải quyết cái vấn đề mặt nổi ở trên. Mình phải giáo dục cho con em mình lại, trước hết mình phải giáo dục cho mình trước. Dù mình lớn rồi mình phải giáo dục mình lại, re-educate. Bởi vì là ngay chính mình lớn rồi, mình cũng, nếu mình có giàu có thì mình nghĩ rằng có một cái điện thoại đó, điện thoại 6, iPhone 6 chưa đủ, người ta năm tới ra iPhone 7 mình cũng chạy, rồi iPhone 8 rồi mình cũng chạy, rồi iPhone 7, iPhone 8 bị lỗi,
bây giờ nó iPhone 9, iPhone 10, 10X và sắp sửa ra 11 rồi. Và mình cứ như vậy mình chạy. Và đôi lúc nó chỉ thêm một cái chức năng nào đó thôi, chụp cái hình nó rõ nét hơn. Chỉ vậy thôi mà mình đào thêm tiền để mình sẵn sàng ngoan ngoãn buông bỏ cái điện thoại cũ để mình lấy một cái điện thoại mới. Bởi vì sao? Mình có Facebook, mình cần phải có những hình đẹp. Cho nên mình phải có cái iPhone thiệt là Pro để mình chụp những cái hình đẹp, mình đưa lên Facebook cho nó đẹp. Mà trên cái hình á, với nhìn lại, bây giờ quý vị thử coi trên cái hình mình trên Facebook và cái hình hài của mình trong thực tế, nó khác nhau nhiều không? Quá nhiều. Nhưng mà mình ưa, mình vì muốn đánh lừa mình như vậy. Phải không? Mình muốn người ta nhìn mình đẹp, nhưng mà trên thực tế là mình không có thật sự nó sáng sủa đến cái mức độ như vậy. Nhưng mà mình muốn chạy theo cái ảo ảnh của cái đẹp ở trên cái ảnh đó, ở trên cái Facebook đó, mà mình không dám đối diện sống thật. Nhưng mà thật sự khi mình đối diện sống thật với mình thì mình sẽ thấy mình đẹp hơn ở trên cái hình đó rất là nhiều. Và thường người ta nói là cái đẹp tự nhiên, mà mình ai cũng thấy rằng mình thích đẹp tự nhiên, không cần son phấn gì hết. Và cái đẹp hơn là mình cười nhiều. Nếu mình có hạnh phúc, mình cười nhiều, tự nhiên mình đẹp à? Phải không? Vì sao các thầy các sư cô đẹp? Tại vì các thầy các sư cô cười nhiều và trở thành thương hiệu. Ai tới cũng thấy là các thầy các sư cô, trời ơi, ai cũng được cười đúng không? Thì trở thành thương hiệu, thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà nó không sự thật. Và thỉnh thoảng các thầy các sư cô cũng bực bội, cũng giận hờn, cũng khổ. Chứ không phải là lúc nào cười như vậy đâu. Tại vì các thầy các sư cô cũng là con người, cũng có vui buồn. Nhưng mà mình biết thực tập để mình từ từ vượt qua những cái đó. Thì mình đừng nghĩ là thứ nhất là mình phải có cái giáo dục này nó quan trọng lắm. Và mình phải đưa vào trong giáo dục học đường thế nào là hạnh phúc thật, thế nào là những cái thứ nó chỉ mang lại những cái hào nhoáng bên ngoài, mình không đem lại thật sự. Và mình muốn giải quyết những vấn đề đó thì mình phải, như bên này có được nói là phải tập sống đơn giản, ít ham muốn lại, tự nhiên thân tâm mình nó được an ổn hơn, bớt mất thì giờ hơn. Ví dụ như mình thích ăn mặc đẹp thì mình phải đi shopping nhiều. Shopping nhiều thì mình phải làm đủ nhiều, làm đủ nhiều để có tiền mới mua được. Rồi á, đi mua rồi về rồi thì mình phải bận rộn với những cái bộ áo còn đẹp lắm. Hôm nay phải mặc đồ gì đây, mặc cái giày gì đây, mặc cái áo gì đây. Mặc xong rồi không biết là bạn mình, người ta sẽ đánh giá mình như thế nào. Trời ơi, tối mình cứ suy nghĩ cái chuyện đó không, hết thì giờ rồi. Để sống này, để thờ này, đừng nói để làm gì nữa. Thành ra Đức Phật nói rất đúng, sống đơn giản, ít ham muốn thì tự nhiên mình sẽ có tự do hơn rất nhiều. Mình bớt bận rộn với suy nghĩ là phải mặc cái màu gì, phải mặc cái áo gì, mặc đôi giày gì, phải mua cái gì, vân 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 vân. Thì những cái đó nó chỉ làm cho mình bận rộn thêm. Và cái giá trị là khi mình biết cái nghệ thuật sống hạnh phúc, mình biết chế tác cái hạnh phúc trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình sẽ là người có hạnh phúc. Và những cái chất liệu để mình chế tác hạnh phúc nó có đầy nhiều, và cái cách để mình chế tác hạnh phúc nó cũng có rất là nhiều. Cho nên một người tu là trước hết là mình phải biết chế tác hạnh phúc, không phải bằng vật chất mà bằng cái trái tim, bằng cái bước chân thời thời, bằng cái đời sống hàng ngày. Và cái điều thứ hai là mình phải có khả năng xử lý được những cái khổ đau, những cái cảm xúc, những cái vui buồn, những cái lo lắng sợ hãi khi nó tới với mình. Nếu mà mình biết xử lý những cái đó thì mình không thể hạnh phúc được. Và khi mình biết xử lý nó được thì mình sẽ đi tìm cái đời sống vật chất để hòa lấp. Cho nên ví dụ ông chồng của mình say sưa nghiện ngập, không phải là ông muốn như vậy đâu. Đôi lúc ông rất là buồn, rất là tủi thân,
không có những cái nỗi cô đơn, cái khổ đau trong lòng mình mà mình chưa có giải quyết được. Và đôi lúc những khổ đau đó là do, có thể là nó xảy ra là do mình tạo ra. Thành ra ông đi nhậu, đi đánh bài như cờ bạc như vậy, và để mà khỏa lấp những cái trong trạng, những cái đơn, những khổ đau đó. Thì nếu mà mình không có hiểu, mà mình cho rằng người đó đang sống như vậy, đang chạy theo những cái đời sống tiêu thụ như vậy, thì mình có thể chưa hiểu sâu được. Mà nếu mà mình hiểu sâu được, thì tự nhiên mình sẽ giúp cho một chồng mình có thể thoát ra được những cái vấn đề rườm rà cơ bản. Khi mà giải quyết được vấn đề rất là sâu đó trong lòng mình đó. Cho nên á, cái vấn đề tiêu thụ á, là một là tin rằng nó là đem tới hạnh phúc thật sự, thì mình phải so sánh với những người giàu có là họ có thực sự đem lại cái hạnh phúc không khi mà họ tiêu thụ bao nhiêu. Một cái khía cạnh khác là người ta tiêu thụ để khỏa lấp những vấn đề cô đơn trong đời, khổ đau trong lòng. Thì nếu mà mình nhìn cho sâu vào thì mình sẽ hiểu được và mình có thể tìm cách để giúp cho người đó đi ra được. Có nghĩa là cho họ thấy được cái ý nghĩa cuộc sống, cho họ thấy được là có cái cách này tiếp cận cuộc sống hay hơn là những cái chuyện này. Thì tự nhiên người đó sẵn sàng từ từ rời bỏ được cái đời sống tiêu thụ để tìm về được cái đời sống tâm linh đó. Và làm sao được người đó đánh thức được bản thân họ, người đó có thể chế tác ra được cái hiểu, cái thương trong đời sống này. Khi mình có cái hiểu được sâu, mình có cái thương được nhiều, mình thương được mình, thương được người thân của mình, thương được mọi người xung quanh, và thương được những cái người mà làm cho mình đau khổ, thì lúc đó cái hạnh phúc nó rất là lớn. Và mình thấy đây mới đích thực là ý nghĩa của cuộc sống. Và nhất là người trẻ, nếu mà mình thấy rằng xã hội đất nước mình đang có những vấn đề và mình cần phải sống như thế nào đó, phải hành động như thế nào đó để mà giúp tham dự vào trong vấn đề, giải quyết được những vấn đề trong nó đang khó khăn, nó đang gặp phải ở trong cái đất nước của mình. Thì tự nhiên người trẻ có một cái lý tưởng sống, và người trẻ sẽ không tiêu phí cái năng lực và cái thời gian của mình đi vào một thế giới gọi là tiêu thụ vô bổ như vậy. Cho nên mình không được có trách người trẻ, tại vì họ chưa có cái hướng đi thôi. Và nếu mà mình là người lớn, mình có thể giúp cho người trẻ có một cái hướng đi, ý nghĩa trong cuộc đời họ, thì sao họ sẵn sàng được bỏ. Các thầy các sư cô đấy là người trẻ hết, và họ thấy được đi tu là có cái ý nghĩa của cuộc sống, có cái con đường đẹp, lành và thật, thì tự nhiên họ sẵn sàng xa liền những cái đời sống tiêu thụ không cần thiết, để họ đầu tư năng lực, tuổi trẻ, thời gian của họ vào cái con đường để mà trước hết đem lại hạnh phúc cho họ, rồi cống hiến cho xã hội, cho con người. Và theo các niềm nhìn thì nó như vậy. Hãy trung hành thêm. Thầy này chúng nghe tại câu gần cuối niềm nói đó, thầy trung hành tới một cái bài hát để xíu. Đề nghị thầy niềm hát bằng đại chúng bài có cái câu là quê hương đi về trên một mặt nhạc. Trở lại vấn đề của mình đang nói, đó là ngày giới thật niệm đã nói khá nhiều về là tại sao chúng ta có quá nhiều, chúng ta đang có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc mà lại không mà cảm thấy mình có hạnh phúc. Không phải một chuyện mù mờ cái vấn đề này ra một cái cách nhìn, một góc độ khác, đó là làm thế nào để có thể có hạnh phúc được mà không có phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện nhiều hay là ít. Trong hội chúng hôm nay có những người là những nhà giáo thành đạt, những nhà giáo gương mẫu, có những người đã cống hiến nhiều năm trong lĩnh vực điện ảnh, văn học, nghệ sĩ, rồi cũng có những người trong lĩnh vực sản xuất, trong lĩnh vực thương mại, và có những người đang thành đạt, có những người đã đi qua khỏi cái sự thành đạt, nhìn về lại cái sự thành đạt, những cái thành bại của mình với con mắt rất là trong tình,
nhưng có những người cũng đang còn lo lắng, chật vật, hoang mang khi nhìn về những cái thành bài trước mặt của mình. Vậy thì làm thế nào để tất cả những con người đó có thể có hạnh phúc được mà không có phụ thuộc vào những thứ gọi là có nhiều hay là có ít? Tiếng Việt mình rất là đẹp. Tiếng Việt mình có một cái chữ nói hạnh phúc. Cái chữ hạnh phúc của tiếng Việt mình có khi được nói một cái chữ đơn rất là bình thường là chữ vui. Với dòng sống với nhau có vui không? Thay vì một cái diễn dịch rất hoành tráng là đời sống hôn nhân có hạnh phúc không? Thì tiếng Việt mình rất đơn giản là với dòng sống với nhau có vui không? Con đi học bên Mỹ có vui không? Ba mẹ dọn về nhà mới là có vui không? Ông bà về quê có vui không? Thế là chữ vui là toàn bộ những khái niệm hạnh phúc của tiếng Việt được ghép vào trong chữ vui mà thôi. Người Việt của mình quan niệm hạnh phúc thật là vui. Không thể một cặp vợ chồng hạnh phúc mà suốt ngày cãi lộn được. Vui, nhìn vào một đời sống vui là mình biết có hạnh phúc. Vậy thì vui thế nào đây? Tiếng Việt của mình không có cái chữ giàu vui. Có những người muốn hạnh phúc, nghĩ rằng phải giàu mà hạnh phúc. Nhưng mà tổ tiên của mình không có cho giàu là vui. Thành ra không có cái chữ giàu vui, có cái chữ chẳng vui không? Có chữ cao vui không? Không có đẹp vui, cũng không có ổn vui. Tiếng Việt mình chỉ có một cái chữ đi chung với chữ vui mà thôi. Đó là gì? Yên vui hay là an vui? Nếu một người đó có đủ phẩm chất bình an, đời sống người đó có đủ cái sự yên, thì người đó tự nhiên sẽ vui. Không có cái đẹp vui, giàu vui, sang vui, thành công vui, hoàn trạng vui, cái gì vui ở đây hết á. Tổ tiên của mình chỉ có một phẩm chất đi chung hạnh phúc mà thế đó là phải yên. Bây giờ nhìn lại cái đời sống của mình có đủ phẩm chất bình an không? Nếu có thì mình biết là mình đang đi đúng về cái hướng hạnh phúc. Và nếu không thì mình biết là mình đang có thể đi sai hướng đó. Nhưng ngày nay chúng ở đây, đây chúng có hạnh phúc không? Có vui không? Nhìn mặt ngày nào cũng vui hơn cái ngày mới tới. Ngày mới tới coi như là một chuyến xe, một chuyến máy bay dài, chờ đợi một chuyến xe rất dài và người nào cũng không có khỏe trong người. Nhưng mà rõ ràng trên mặt người nào cũng các thầy có thể nhìn thấy được một cái sự thiếu vắng bình an ở trong đó. Bây giờ nhìn thấy người nào cũng đầy đủ hết. Khi mình ngồi không có làm gì, mình có thể thoải mái hết. Khi mà mình đang ăn cơm, đang chờ mọi người, cái khoảnh khắc mình chờ 10-15 phút trước cái giờ ăn cơm á, cái ngày đầu tiên buổi sáng hôm nay rất khác nhau. Sáng nay có một em bé chờ người nhắm mắt như con chó, mở mắt ra nhìn con hoa rất thoải mái. Tại vì sao? Tại vì có phẩm chất an ở trong lòng, mà an thì nó có vui. Tại sao ở đây mà đâu có màng bụng gơ màn đâu mình cũng vui được? Tại sao ở đây mình không có mặt đẹp như là những cái hồi hè khác mình cũng vui được? Tại sao những bữa ăn ở đây rất là đơn giản, rất là bình thường mà có những người ăn ngon hơn? Tại sao cái phòng ngủ ở đây nó quá thê thảm đấy, đúng là dễ sợ mà mình vẫn hạnh phúc được? Phòng tắm ở đây cũng không có đẹp lắm, cũng hay không biết có con chuột con dạng hay không mà mình vẫn hạnh phúc được. Tại vì mình có phẩm chất bình an, và đó chính là cái thời gian của tổ tiên của mình. Muốn có hạnh phúc thì phải có bình an, ta nên có chữ yên vui. Nhờ một nhà văn nhà dạo nào để tìm ra một cái chữ khác trong từng việc đi về chữ vui mà không có chữ yên với chữ an đi, không có đâu. Thành ra làm thế nào để mình có thể có được hạnh phúc đích thực? Trở lại cái câu nói đầu tiên của khóa tu này, đó là chúng ta phải quay về với cái ngôi nhà của mình. Bật cái đèn lên, nếu mà trời lạnh quá thì bật cái máy sưởi lên, nếu trời nóng quá thì bật cái máy lạnh lên, mở cửa sổ ra, cắm một bình hoa, quét nhà sạch sẽ, nhìn vào trong một cái nhà của chủ rất khác một cái nhà vô chủ, nhìn vào một con người
mà có nhà rất khác một con người vô gia cư. Anh có thể có nhiều, chị có thể có nhiều, nhưng anh chị không thể nào hạnh phúc được nếu anh chị là một người vô gia cư. Ngôi nhà đó đâu? Có thể ở địa chỉ đó tại thành phố này, nhưng mà ngôi nhà đó nằm ngay trong lòng của mình. Trong ngôi nhà đó có tổ tiên của mình, có toàn vẹn gia tài của hệ thống tâm linh, có hiện tại, có quá khứ, có tương lai, có tất cả các cơ hội để hạnh phúc. Và chúng ta phải có khả năng trở về, quay về thừa kế gia tài đó một cách có trách nhiệm, một cách tự hào và bằng lòng. Và cuối cùng đó là một hạnh phúc thì phải trở về. Cảm ơn chúng ta. Chúng con rất là kính cảm ơn quý thầy đã cho chúng con những cái thêm những cái hành trang và cái kiến thức để chúng con có thể tiếp tục trên cái cuộc sống của mình. Và đến với buổi trò chuyện hôm nay thì có anh Đức đang là một Phật tử tham gia trong cái khóa tu này, anh muốn anh tặng cho đại chúng một bài hát mà anh đã viết trong các tu ngày hôm nay. Em xin mời anh Đức ạ. Dạ, trước khi anh Đức và những người bạn lên chia sẻ bài hát của nhà thì con chắc là con được thời gian một chút xíu. Thì là bài hát này có tựa đề là Trở Về, được anh Đức sáng tác nhân dịp khóa tu này của nhân dân chúng ta. Thì để lại anh có nhờ con đọc hơi đọc trước cho mọi người nghe một lần, cho mình thổng cái lời của anh một người đóng, rồi sau đó là anh và những người bạn sẽ hát lại bài này. Em không quen đọc thơ nên có gì hơi sai sai nhưng tác giả nên tham gia thử. Trở về thân tâm, trở về ngôi nhà tình thân, bước chân an lạc, chạy niềm chuyên cần, mỉm cười từ thân, vững chạy từ tâm, kết thành một vòng tròn thân ái, ngôi nhà Việt Nam, Việt Nam. Có hiểu có thương, hiểu rộng thương sâu, có thương có hiểu, thương sâu hiểu rộng. An chủ là đây, hạnh phúc là đây, an chủ từ đây, hạnh phúc từ đây. Dạ con xin cảm ơn anh rất ạ. Bài học cái bài học quá dễ thương để kết thúc buổi talk show về chủ đề Trở Về ngày hôm nay. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý cô, con rất là cảm ơn hôm nay được mình chia sẻ một bài hát trong khóa tu này. Thật tình đây là một bài hát mà không phải do con sáng tác, con chỉ là người góp nhạc trong ngày mai, trong một buổi sáng mai thức dậy thì có lại góp nhạc được một con. Và hết khóa tu thì con chỉ biết sắp đặt lại cho nó đúng công bậc của những cái gì mình đã với tay và lấy được. Và hôm nay con xin được chia sẻ bài hát Trở Về. Cũng có một số người cũng đã thuộc về xin đại chúng của thank you.
được xa xôi, có thương có hiểu, thương sâu hiểu rồi. Hạnh phúc từ đây, hạnh phúc.